Ngủ trưa theo cách này cực nguy hiểm, đột tử có ngay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, quý vị có thường ngủ trưa không ạ? Và mỗi giấc ngủ trưa ấy kéo dài bao lâu? Đây là một câu hỏi mà khi hỏi, tôi đều nhận lại rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người không ngủ trưa, có người thì lại ngủ tận từ 3 đến 4 tiếng, người lại chỉ chợp mắt nằm 10 phút. Vậy đâu mới là cách ngủ đúng nhất quý vị nhỉ? Thời buổi ngày nay, cách sống hiện đại khiến cho mọi người được làm mọi việc mà mình thích. Giấc ngủ cũng thế, có một bộ phận giới trẻ thường có thói quen ngủ kiểu lệch múi giờ, tức là họ thường thức đêm để làm điều mình thích như xem phim, nghe nhạc hoặc làm việc, sau đó ngủ vào ban ngày đến tận chiều tối. Họ thường xuyên như thế trong những ngày nghỉ hoặc bất cứ lúc nào không cần làm việc vào ban ngày. Thế nhưng, đây lại là một thói quen làm rút ngắn tuổi thọ, hạ độc sức khỏe của bạn. Sau một buổi sáng bận rộn, dành một chút thời gian để chợp mắt sau bữa trưa thực sự là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, đừng phạm phải 4 điều cấm kỵ sau đây trong giấc ngủ trưa. Nó rất có thể sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật nguy hiểm. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người có thói quen ngủ trưa, thậm chí một số người nếu không ngủ vào buổi trưa, họ chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì được cả vào buổi chiều. Điều này cho thấy tầm quan trọng của giấc ngủ ngắn trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, nếu bạn cũng là một trong số nhiều người phạm phải 4 điều cấm kỵ này trong giấc ngủ, thì nên thay đổi ngay từ bây giờ. Thứ nhất, ăn quá nhiều trước khi đi ngủ trưa. Mặc dù câu tục ngữ nói rằng, buổi sáng ăn cho mình, buổi trưa ăn cho bạn và buổi tối ăn cho kẻ thù, nên nhiều người có ý nghĩ rằng bữa trưa nên ăn thật no say để có nhiều năng lượng cho buổi chiều làm việc. Tuy nhiên, ăn trưa quá nhiều trước khi đi ngủ lại không phù hợp. Điều này là bởi cảm giác no sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa. Hơn nữa, khi bạn đi ngủ sau bữa trưa, dạ dày vừa đầy thức ăn, một lượng lớn máu sẽ chảy đến dạ dày, huyết áp sẽ giảm, oxy và chất dinh dưỡng trong máu sẽ giảm đáng kể. Ngủ ngay lập tức sẽ khiến máu không đủ cung cấp cho não. Do đó, cách đúng nhất bạn nên làm là nghỉ ngơi hơn 10 phút hoặc đến khi tiêu bớt cơm, no bụng sau bữa trưa trước khi đi ngủ. Thực tế ở điểm này, nhiều người vẫn làm sai. Thứ hai, thời gian ngủ trưa quá dài. Cho dù bạn là một nhân viên văn phòng hay một người thường xuyên phải di chuyển, tốn nhiều sức lực thể chất, nghỉ ngơi vào buổi trưa và ngủ trưa chắc chắn đều mang lại lợi ích cho sức khỏe. Như đã nói ở trên, ngủ trưa được coi là một giấc ngủ ngắn, do đó chỉ cần chợp mắt một chút, nó cũng giúp bạn giảm mệt mỏi cơ thể hiệu quả, đồng thời mang lại trạng thái tương đối cân bằng cho nội tiết trong cơ thể, bổ sung năng lượng tốt để làm việc vào buổi chiều. Tuy nhiên, khi thời gian ngủ trưa quá dài, nó sẽ gây phản tác dụng, khiến bạn trở nên mệt mỏi, uể oải hơn và não bộ phải tốn rất nhiều thời gian để đưa cả cơ thể về trạng thái cân bằng như bình thường. Nói chung, bạn chỉ nên ngủ trưa khoảng nửa tiếng là đủ. Vậy nếu bạn không đủ thời gian đó thì có nên ngủ trưa hay không? Sau đây là giải pháp dành cho bạn. Ngủ chợp mắt. Chợp mắt từ 10 đến 20 giây cũng mang lại những lợi ích cho sức khỏe. Đây là cách mà người vì lý do công việc không có đủ thời gian để nghỉ trưa nên áp dụng. Khi bạn mệt mỏi, ngay lập tức nhắm mắt vào, thư giãn tâm trí, tập trung vào việc nghỉ ngơi trong vài chục giây ngắn ngủi cũng giúp thay đổi tình trạng mệt mỏi nhanh chóng, khôi phục lại tâm trí và tinh thần. Ngủ ngắn. Đánh giá thấp giấc ngủ ngắn từ 2 đến 5 phút là một sai lầm của bạn. Nó có tác dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ sự mệt mỏi. Những người làm việc trong thời gian dài, đặc biệt là nhân viên văn phòng, khiến bạn đau đầu và bộ nhớ suy giảm dần dần. Thường hay lúc nhớ lúc quên, thiếu tập trung. Lúc này hãy nhắm mắt nghỉ ngơi một vài phút cho đến khi cơ thể thư giãn, bình tĩnh sẽ tạo ra cảm hứng mới, nâng cao hiệu quả làm việc và khả năng sáng tạo. Ngủ trưa từ 20 đến 30 phút. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần phải tăng cường trí nhớ trong thời gian dài hạn. Ngủ đủ 30 phút là thời gian tốt nhất để hỗ trợ và chăm sóc cho gan, để gan nhận lại những lợi ích điều hòa, duy trì tốt chức năng gan, tăng cường tiêu hóa, duy trì sự cân bằng. Thứ ba, thắt lưng không nên buộc quá chặt trong lúc ngủ trưa. Đối với nhiều người, nhất là phái nữ, vẻ đẹp luôn là điều quan trọng. Để mặc vừa một chiếc quần ưa thích hoặc phô trương ra đường eo siêu nhỏ gợi cảm, họ có thể chấp nhận đeo thắt lưng chặt một chút. Nhưng cần lưu ý rằng, khi chúng ta thắt lưng quá chặt trong lúc ngủ trưa, nó sẽ cản trở lưu lượng máu lưu thông, thậm chí có thể gây ra chứng đau dây thần kinh tọa. Vì vậy, chúng ta không nên buộc quá chặt thắt lưng trong lúc ngủ trưa. Thứ tư, ngồi ngủ. Nhiều người làm việc trong văn phòng đã quen với việc ngồi ngủ buổi trưa. Điều này vô tình làm chậm nhịp tim khi bạn ngồi ngủ. Thể tích máu sẽ tăng lên và tốc độ lưu thông máu trong cơ thể sẽ chậm lại tương đối. Nó có thể gây chóng mặt và mở mắt sau khi thức dậy. Với người già và người có chức năng tim kém thì cần hết sức lưu ý.
giấc ngủ trưa tuy ngắn nhưng lại có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta, phải không quý vị? Vì vậy, mỗi ngày đừng quên dành ra một chút thời gian để có thể có được giấc ngủ trưa nhẹ nhàng, êm ái và thư giãn nhất. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ngủ trưa quá nhiều bởi nó có thể gây ra những tác hại không tốt cho sức khỏe. Quý vị thân mến, nếu nói giấc ngủ trưa là giấc ngủ giúp chúng ta tỉnh táo hơn sau một buổi sáng làm việc, thì giấc ngủ chính vào buổi tối giúp toàn cơ thể và tâm trí của chúng ta được nghỉ ngơi, hồi phục sau một ngày dài làm việc. Vậy theo quý vị, buổi tối ngủ bao nhiêu tiếng và ngủ như thế nào là tốt cho sức khỏe? Có nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ngủ đủ 7 đến 8 giờ một ngày là đủ cho một giấc ngủ đêm. Tuy nhiên, sau khi đã có một giấc ngủ đủ 8 tiếng, nhưng bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi, rệu rã và không đủ tỉnh táo. Bạn có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với phương pháp ngủ tưởng chừng như khoa học của mình hay không? Sự thật là không phải thời điểm nào đi ngủ cũng là tốt. Có những thời điểm, nếu như chúng ta ngủ sẽ chẳng khác nào đầu độc bản thân, thậm chí có thể gây tử vong. Để biết đó là những thời điểm nào, xin mời quý vị cùng theo dõi. Có thể bạn không nhận ra, nhưng số lượng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ cân nặng và sự trao đổi chất đến chức năng và tâm trạng của não. Đối với nhiều người, thời gian thức dậy là một hằng số. Tuy nhiên, thời gian đi ngủ có xu hướng thay đổi tùy thuộc vào cuộc sống xã hội, lịch làm việc, nghĩa vụ gia đình, chương trình phát trực tuyến mới hoặc đơn giản là khi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, không phải thời điểm nào chúng ta cũng có thể đi ngủ ngay lập tức nếu cảm thấy mệt. Có những thời điểm sau đây, nếu đi ngủ sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, quý vị cần đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, ngủ khi tâm trạng bực dọc, tức giận. Một trong những lợi ích của ngủ là giúp giải tỏa gánh nặng thể chất, tinh thần và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn vừa cãi nhau hay bực dọc chuyện gì đó mà vội đi ngủ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ và làm rối loạn nội tiết. Nguy hiểm hơn là tăng nguy cơ tổn thương gan thận, cảm xúc giận dữ còn có thể gây mất ngủ, khiến bạn trằn trọc cả đêm vì không thể xả cơn giận ra ngoài. Chưa kể nó có thể làm tăng hoạt động của tim, khiến bạn bứt rứt, khó chịu. Thứ hai, ngủ khi đang say. Sau khi tan cuộc nhậu nhẹt, có lẽ ai cũng muốn về nhà, ngủ một giấc cho thoải mái đầu óc. Nhưng thực tế, việc ngủ khi đang say chẳng những không khiến cơ thể thư giãn mà còn gây hại là đằng khác. Nếu ngủ lúc này, cơ thể sẽ bị tồn đọng lại các chất thải của rượu bia trong khí quản, gây thiếu oxy não và có nguy cơ đột tử khi ngủ. Nhìn chung, sau khi uống rượu bia say khướt về, bạn nên ngồi nghỉ ngơi một chút rồi mới ngủ thì sẽ tốt hơn. Còn nếu nằm thì hãy nằm nghiêng người sang một bên, hãy tranh thủ lúc này để đi lau mặt và uống thêm nước lọc để cơ thể nhanh chóng giải rượu, giúp sáng mai đỡ bị chóng mặt, nhức đầu. Thứ ba, ngủ ngày. Giới trẻ ngày nay hầu như ai cũng có thói quen ngủ ngày, thức khuya, sáng thì dậy gần giờ trưa, còn tối thì thức đến 2-3 giờ sáng. Cần phải hiểu rằng thức khuya trong thời gian dài khiến gan và thận bị tổn hại nghiêm trọng, còn ngủ ngày nhiều sẽ làm nhịp sinh học bị đảo lộn, ảnh hưởng đến chất lượng làm việc và cả sinh ra các bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, ngủ ngày trong thời gian dài không chỉ làm ảnh hưởng đến thị lực mà còn gây đau lưng, mỏi mắt, kém tập trung. Nếu không sửa ngay thói quen ngủ này, sẽ dễ suy nhược tinh thần, kém thọ và khó ngủ hơn vào ban đêm. Như vậy, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Để đảm bảo được mọi hoạt động của cơ thể và giúp trí não luôn tỉnh táo nhất thì nên ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày là điều mà mọi người đều biết. Vậy thì ngủ lúc mấy giờ và thức dậy lúc mấy giờ để tốt nhất cho sức khỏe? Mời quý vị cùng An Tâm Sống Khỏe tìm hiểu kỹ hơn về giấc ngủ để có một nhịp sống khoa học nhất quý vị nhé. Thứ nhất, tìm hiểu về giấc ngủ. Một chu kỳ giấc ngủ của bạn thường kéo dài trong khoảng 90 phút. Trong quá trình ngủ buổi đêm, chúng ta sẽ phải trải qua 5 giai đoạn của giấc ngủ, 4 giai đoạn ngủ chậm và 1 giai đoạn ngủ nhanh. Khi giai đoạn 1 và giai đoạn 4 bắt đầu là khi bạn đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu trong giai đoạn này thức giấc thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Còn giai đoạn ngủ 5 là giai đoạn ngủ nhanh khi có những giấc mơ xuất hiện lúc bạn đang ngủ. Chính vì vậy mà khi bạn thức dậy trong thời gian mà chu kỳ ngủ đang diễn ra thì sáng mai khi thức giấc sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên việc mà tính toán đúng thời gian đi ngủ và thức giấc là điều bạn nên làm nếu cần dậy đúng giờ và tỉnh táo hơn sau khi thức giấc. Các bác sĩ vẫn khuyên chúng ta nên đi ngủ sớm. Lý do thực sự của lời khuyên này là gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ hai, tại sao cần ngủ sớm? Theo các chuyên gia đang trực tiếp giảng dạy tại Cao đẳng Y Dược Hà Nội chia sẻ, thì vào buổi tối bắt đầu từ 21 giờ, cơ thể con người cần được thư giãn để đi vào giấc ngủ ngay sau từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Giấc ngủ say sẽ đem lại nhiều tác dụng như giúp hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động hiệu quả, cụ thể cơ chế đồng hồ sinh học của cơ thể diễn ra với các mốc thời gian như sau. Trong khoảng từ 21 đến 23 giờ, thời gian này hệ miễn dịch thải độc, lúc này tốt nhất bạn nên ở trạng thái yên tĩnh,
hoặc nghe âm nhạc thư giãn. Trong khoảng từ 23 đến 1 giờ là thời gian để gan bài độc, tốt nhất nên ngủ say ở thời điểm này. Trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng là thời gian để mật bài độc, thời điểm này cũng cần được ngủ say. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ là thời gian để phổi thải độc, đây cũng là nguyên nhân vì sao những người mắc bệnh ho thường ho dữ dội vào lúc này bởi hoạt động thải độc đang được tiến hành ở phổi. Trong khoảng từ 5 đến 7 giờ là thời gian ruột già bài độc, cho nên cần chú ý vệ sinh trong lúc này. Trong khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ là thời gian ruột non có thể hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng nên bạn cần ăn sáng. Hãy dựa vào cơ chế đồng hồ sinh học của cơ thể mà thực hiện ngủ đúng giờ, không nên thức quá khuya về đêm sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Dấu hiệu dễ nhận biết của việc thiếu ngủ là da xám, tái xanh hoặc nổi nhiều mụn. Trên thực tế thì mỗi người sẽ có nhu cầu ngủ khác nhau, kể cả nằm trong cùng một nhóm tuổi, do đó tốt nhất mỗi người nên tự lắng nghe cơ thể của mình để tính toán thời lượng ngủ, đồng thời đi ngủ và thức giấc tốt nhất. Thứ ba, nên đi ngủ và thức dậy lúc mấy giờ để tốt nhất cho sức khỏe. Nhiều chuyên gia về sức khỏe đã chỉ ra rằng, cách tốt nhất để đảm bảo cho sức khỏe thì bạn nên đi ngủ lúc 21 đến 22 giờ hàng ngày và thức dậy vào lúc từ 5 đến 6 giờ sáng. Với mức thời gian hợp lý này sẽ giúp cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn và giúp cho hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn. Khi duy trì tốt thói quen đi ngủ và thức giấc giống như đã đề cập ở trên, thì bạn sẽ có được sức khỏe tốt, tinh thần sảng khoái, phòng ngừa được các tác nhân gây ra bệnh lý như tim, gan, thận, lão hóa da, nguy cơ béo phì. Tuy nhiên, đối với không ít người thì việc thực hiện dậy sớm sẽ là một điều rất khó khăn, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, với nhiều lý do không thể dậy sớm được như thói quen thức khuya, thích ngủ nướng. Nhưng tất cả mọi người nên nhớ rằng, việc dậy sớm sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nên tốt nhất hãy tập trung và duy trì thói quen ngủ đúng giờ giấc, tùy vào từng độ tuổi mà sẽ cần có giấc ngủ với số tiếng khác nhau, cụ thể như sau. Từ trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi cần ngủ từ 14 đến 17 tiếng trên một ngày. Trẻ em từ 4 đến 11 tháng tuổi cần ngủ 12 đến 15 tiếng một ngày. Trẻ em từ 1 đến 2 tuổi cần ngủ từ 11 đến 14 tiếng trên một ngày. Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi cần ngủ 10 đến 13 tiếng trên một ngày. Trẻ em từ 6 đến 13 tuổi cần ngủ 9 đến 11 tiếng trên một ngày. Người từ 14 đến 17 tuổi cần ngủ từ 8 đến 10 tiếng trên một ngày. Người từ 18 đến 64 tuổi cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng một ngày. Người trên 65 tuổi cần ngủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày. Với những thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý vị sẽ sớm có những phương pháp chăm sóc sức khỏe, cải thiện giấc ngủ, từ đó cải thiện vẻ đẹp và sức khỏe trở nên thật hoàn hảo từ trong ra ngoài. Chúc quý vị áp dụng thành công và có một sức khỏe như ý. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong video lần sau.